Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của BYN TV. Sau đây là phần tin thế giới. Băng đảo chính thức công nhận quốc gia Palestine, tin từ Reykjavik. Ngày hôm nay, trước sự hiện diện của Ngoại trưởng Riyad Al-Maki, băng đảo chính thức công nhận Palestine là một quốc gia độc lập. Trong cuộc họp tại nhà văn hóa của thủ đô Reykjavik, Ngoại trưởng băng đảo Össur Skarphedinsson nói rằng hôm nay là ngày băng đảo trao bản tuyên bố thừa nhận chủ quyền của nhân dân Palestine với biên giới căn bản trước năm 1967. Bản tuyên bố dựa trên bản nghị quyết của Quốc hội ngày 29 tháng 11 là ngày của Palestine. Bản nghị quyết được thông qua với 38 phiếu trong Quốc hội có 63 dân biểu. Bản nghị quyết ngoài công nhận quốc gia Palestine có biên giới trước năm 1967 còn kêu gọi hai bên ngưng bạo động, chấp nhận quyền hồi hương của người tị nạn Palestine. Ngoại trưởng Al-Maki nói rằng Palestine cam kết đàm phán với Do Thái theo tiến trình của Bộ Tứ. Ngày hôm qua, phiên họp của Bộ Tứ ở Jerusalem thất bại, không mang lại kết quả nào. Vào thời gian này, Palestine chỉ hy vọng Bộ Tứ có thể thuyết phục được Do Thái. Nếu Bộ Tứ không thuyết phục được, Palestine cũng phải tìm cách bảo vệ quyền lợi của người Palestine. Sự thừa nhận của băng đảo chỉ là một bước tiến biểu tượng trong lúc chính quyền Palestine đang cố gắng vận động sự thừa nhận của Liên Hiệp Quốc. Vào ngày thứ hai tuần này, tổ chức UNESCO đã chính thức công nhận Palestine là một quốc gia hội viên. Do Thái sắp trả tự do cho 500 tù nhân Palestine, tin từ dải Gaza. Ngày hôm nay, Do Thái đã trả tự do cho 550 tù nhân chiếu theo hiệp ước trao đổi quân nhân Gilad Shalit với tù nhân Palestine giữa Hamas và Do Thái. Đây là đợt trả tự do cho tù nhân lần thứ nhì. Sau khi chính phủ công bố danh sách tù nhân được trả tự do, người Do Thái có thời gian 48 tiếng đồng hồ nộp đơn khiếu nại tại tòa án. Nhưng ngành tư pháp đã cho rằng việc trao đổi tù nhân là một quyết định chính trị nên ít khi can thiệp. Qua đợt trao đổi đầu tiên ngày 18 tháng 10, Do Thái đã trả tự do cho 450 tù nhân. Trong số tù nhân trả tự do đợt đầu có người đang thụ án tù chung thân, nhưng số tù nhân được trả tự do đợt 2 là những người bị tuyên án tù từ vài tháng tới 18 năm. Tại thành phố Jericho, gia đình tù nhân Abdul Hakim Kaben đang nôn nao đợi anh ta trở về vào ngày Chủ nhật. Bà Jamila Kaben nói, suốt đêm qua, bà ta đã vui mừng không thể ngủ được. Ông Kaben nói rằng, ông ta muốn tất cả tù nhân Palestine được trả tự do. Người Palestine sẽ lấy lại đất đai từ sông Jordan tới bờ biển, không phải chỉ biên giới trước năm 1967. Theo cơ quan giam giữ tù nhân Do Thái, anh Kaben, 31 tuổi, đã nổ súng bắn một chiếc xe Jeep của quân đội Do Thái bị bắt trong năm 2006 và đáng lẽ phải ngồi tù cho tới năm 2015. Ở Jerusalem, người Do Thái đã phản ánh sự chống đối một người nói rằng chính phủ đang trả tự do cho 500 tên khủng bố, những kẻ muốn giết người Do Thái vô tội, nên hôm nay là ngày đau buồn cho nạn nhân, cho hệ thống xã hội tự do, dân chủ. Quân nhân Shalit bị dân quân Palestine bắt cóc trong năm 2006 và Do Thái phải chấp nhận trao đổi anh ta với trên 1.000 tù nhân Palestine. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ca ngợi quyết định của cuộc họp thượng đỉnh Liên Âu. Tin từ Berlin, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi nói rằng các quyết định của các nhà lãnh đạo Liên Âu tại Brussels trong tuần trước có thể giúp cho nền tài chính công khu vực đồng euro hồi phục. Tuy nhiên, ông Draghi cảnh cáo chính phủ các nước phải bảo đảm trả nợ cho các nhà đầu tư đúng hạn. Thuyết trình trong cuộc họp có tên là Bài giảng Ludwig Erhard, tên của vị thủ tướng từ năm 1963 tới năm 1966, được coi là cha đẻ của đồng Mark. Ông Draghi đã trích lời ông Erhard, nói rằng kinh tế thị trường không thể có nếu không có chính sách ổn định giá cả. Tuy nhiên, trong tình trạng hiện giờ, điều này chưa đủ phục hồi lại sự tin tưởng của thị trường tài chính. Các nhà đầu tư còn cần phải được trả nợ đúng thời hạn. Thủ tướng Monti hứa rằng tháo khoán 600 triệu euro của Libya, tin Rome.
sau khi gặp Chủ tịch Mustafa Abdul Jalil của Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp, Thủ tướng Ý Mario Monti tuyên bố đang sẵn sàng bãi bỏ phong tỏa đối với số tài sản Libya trị giá 600 triệu euro. Ông Jalil hứa hẹn dùng số tiền này để trả nợ cho các công ty Ý. Ông Jalil cũng cho biết công ty Eni của Ý đã phục hồi mức sản xuất được 70% so với mức sản xuất trước chiến tranh và ông ta muốn cảm ơn các công ty dầu của Ý đã làm việc với người dân Libya mặc dù còn nhiều rủi ro nguy hiểm. Các nhóm đối lập Syria đang tìm cách đoàn kết, tin từ Istanbul. Cựu đại sứ Syria tại Thụy Điển Mohammad Basham Amadi đã thông báo sự ra đời một nhóm đối lập mới được diễn tả là một liên minh cách mạng chống Tổng thống Bashar al-Assad. Tại cuộc họp báo ở Istanbul, ông Amadi cho biết liên minh đã đồng ý cộng tác với Hội đồng Quốc gia Syria là một tổ chức đối lập ở hải ngoại để có thể đại diện cho toàn thể lực lượng đối lập chống chế độ al-Assad. Theo ông Amadi, các nhóm cách mạng và chính trị ở Syria đã nỗ lực đoàn kết từ lâu và đã thành lập lực lượng chung gọi là Al-Liqa, có nghĩa là liên minh. Ông ta ra ngoài với nhiệm vụ kết hợp liên minh với Hội đồng Quốc gia. Gia đình Tổng thống Bashar al-Assad, theo đạo Alawite, đã cai trị Syria có đa số dân chúng là người Sunni trong trên 4 thập niên, hiện giờ đang ở trong tình trạng chống đối chưa từng có. Các cuộc biểu tình đầu tiên trong tháng 3 chỉ đòi chế độ cải cách, nhưng nhanh chóng đưa tới đòi ông Assad từ chức. Sau nhiều tháng chế độ dùng quân đội đàn áp, quân nhân người Sunni đã bỏ ngủ, đứng về phía người dân, thành lập quân đội tự do, chống lại quân đội trung thành với ông al-Assad tại nhiều nơi, và Syria đang ở trong tình trạng đi tới nội chiến. Khác với Libya, quân nhân đứng lên chống chế độ không có sĩ quan cao cấp và cũng không kiểm soát được một vùng lãnh thổ nào. Chương trình bảo vệ an ninh Thế vận hội Olympic năm 2012, tin từ London. Những nhà tổ chức Thế vận hội Olympic London cho biết, chính phủ Anh sẽ huy động 13.500 quân nhân để giữ an ninh cho Thế vận hội. Bộ trưởng Quốc phòng Philip Hammond loan báo quân đội sẽ yểm trợ cho lực lượng cảnh sát và các công ty an ninh để được mướn bảo vệ Thế vận hội. Quân đội cũng cung cấp 1.000 chuyên viên phá bom và quân nhân thuộc lực lượng đặc biệt. Bộ trưởng Hammond còn cho biết 7.500 quân sẽ được dùng để bảo vệ các cơ sở của Thế vận hội, gần 6.000 quân nhân được dùng trong công cuộc hỗ trợ cảnh sát. Nơi tổ chức Olympic nằm phía đông thủ đô London ở Stratford, được gọi là Olympic Park, cũng sẽ được bố trí hỏa tiễn phòng không để phòng tấn công từ trên không, giống như Bắc Kinh đã từng dùng những biện pháp này để bảo vệ an ninh cho Thế vận hội Olympic năm 2008. Quan tâm tới tình hình an ninh thế giới sau cuộc cách mạng mùa xuân và những biến cố khác, Anh Quốc đã tăng ngân sách bảo vệ an ninh từ 282 triệu bảng lên 553 triệu bảng Anh. Trong tháng 7, chính phủ Anh đã hạ cấp đe dọa khủng bố xuống một bậc, xuống hạng 3 trong bảng xếp hạng, cũng còn có nghĩa là tấn công có thể diễn ra. Quân số Anh sẽ dùng bảo vệ cho Thế vận hội Olympic năm 2012 còn đông hơn nhiều so với 9.500 quân đang tham chiến ở Afghanistan. Chiếc tàu HMS Ocean là chiếc tàu chiến lớn nhất của Hải quân Hoàng gia sẽ vào sông Thames, đậu ở Greenwich để làm căn cứ cho phi cơ trực thăng. Trong lúc đó, chiếc HMS Bulwer sẽ đậu ngoài khơi bờ biển. Phi cơ chiến đấu Typhoon cũng sẽ đậu tại căn cứ không quân Northall ở phía tây London. Dân chúng Hy Lạp đang bán vàng bạc để lấy tiền tiêu dùng, tin từ Athens. Cơ quan bảo vệ tiêu thụ đã đưa ra một bản tuyên bố cảnh báo việc các tiệm cầm đồ đang nhanh chóng mọc lên ở thủ đô Athens để cung cấp tiền mặt cho người dân trong lúc họ cạn kiệt tài chánh. Nhiều người đã đi bán vàng và bạc để có tiền. Những bảng hiệu đèn màu đang được dựng lên trên các con đường phố để quảng cáo cho những cửa tiệm mua vàng. Người Hy Lạp, nhất là công chức, đã bị giảm ít nhất 1/3 lợi tức kể từ ngày chính phủ phải áp dụng những biện pháp kiềm ước gồm tăng thuế, giảm lương, giảm tiền hưu trí. Ông Aristides Dimopoulos nói một người bà con của ông làm công chức cao cấp đang giúp đỡ tài chánh cho con đang du học, tiền lương bị giảm, không thể tiếp tục gửi tiền cho con nên phải bán vàng bạc. Ông Nikos Startopoulos nói tình trạng hiện giờ hoàn toàn đi ngược lại truyền thống.
Trước đây, người Hy Lạp đi mua nữ trang hay vàng bạc để làm quà Giáng sinh. Ngày nay, họ lại đem quà đã nhận được trước kia đi bán để lấy tiền. Giấy quảng cáo cho các tiệm cầm đồ liên tục dắt lên chiếc xe hay dán tại các quầy điện thoại công cộng. Một chủ tiệm cầm đồ nói rằng ông ta mở tiệm vì hiện đang có rất nhiều người cần tiền. Cơ quan bảo vệ tiêu thụ Hy Lạp khuyên dân chúng nên tìm các cơ quan đánh giá độc lập để biết rõ giá trị món quà, so sánh giá cả giữa các tiệm cầm đồ, theo dõi giá vàng, giá bạc để tránh bán ra với giá quá rẻ. Công chức và công nhân Hy Lạp đình công, tin từ Athens, Thủ tướng Lucas Papademos đã họp nội các để thảo luận về các biện pháp cải cách sau khi IMF cho rằng Hy Lạp đã quá trì trệ trong nỗ lực nhằm đạt được các mục tiêu tài chính. Trong lúc chính phủ đang họp, công chức từ các lĩnh vực khác nhau đã tập trung trước trụ sở quốc hội để biểu tình và công nhân trong nước cũng đình công 3 tiếng đồng hồ để phản đối chính phủ. Một người biểu tình nói rằng hiện giờ dân chúng trong nước không còn ai để có thể cảm thấy an tâm. Đang có hàng triệu người thất nghiệp, ai bị sa thải không thể tìm được việc làm khác. Đài truyền hình ERT là một trong 3 đài do nhà nước làm chủ cũng đã đình công, ngừng phát sóng. Vào cuối năm nay, chính phủ Hy Lạp sẽ phải sa thải khoảng 30.000 công chức. Trong năm đầu tiên, họ được hưởng 60% tiền lương, có thể đi tìm việc làm tại các ngành khác. Nhưng nếu họ không tìm được, coi như hoàn toàn mất việc làm. IMF còn khuyến cáo chính phủ Hy Lạp phải sa thải công chức nhiều hơn nữa, đóng cửa các công ty quốc doanh để có thể đạt được các mục tiêu ngân sách. Trước khi chuyển đến quý vị phần tin kinh tế thế giới, sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán Hoa Kỳ lúc đóng cửa ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 15 tháng 12 năm 2011. Chỉ số Dow Jones tăng 45.33 điểm, đóng ở mức 11.868.81 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 3.93 điểm, đóng ở mức 1.215.75 điểm. Và chỉ số Nasdaq vượt 1.70 điểm, đóng ở mức 2.541.01 điểm. Vừa rồi là phần tin thế giới của BYN TV 57.3. Hưng Yên kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau. Quý vị đừng rời màn hình, sau vài thông tin thương mại, Xuân Phương sẽ trở lại trong phần tin kinh tế thế giới.